Đi tụ tập với bạn bè, Lâm Thanh Thủy bị đám bạn hỏi câu Nếu có 5 lãnh đạo mà chỉ có 4 cây ghế thì cậu sẽ làm gì? Cô xuất khẩu cuồng ngôn Nếu giống như kỳ hoài nam, vậy thì cứ dứt khoát ngồi lên đùi tôi đi Vừa dứt lời, phía sau truyền tới một thanh âm trầm thấp Ồ, em chắc chứ Kỳ hoài nam là xếp tổng của một công ty lớn Từ thời đi học đến khi trở thành người đứng trên vạn người Không ai thấy bên cạnh anh có một bóng hồng nào nên anh bị đồn là trai công. Lâm Thanh Thủy là bạn học thời cấp 3 của anh, cô năng động hoạt bát, đáng yêu và yêu thầm Kỷ Hoài Nam nhưng lại tự ti không dám thổ lộ. Trải qua nhiều năm không gặp mặt, định mệnh lại một lần nữa đưa hai người chạm mặt nhau. Nhưng đến cuối cùng, cả hai người có thể sống thật với mong ước trong tim mình, tận hưởng trọn vẹn hai từ hạnh phúc. Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe hành trình tìm kiếm tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng cười ra nước mắt của anh chàng tổng tài lạnh lùng kỳ hoài nam và cô bé lọ lem lâm thanh thủy trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của hạ vũ rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tiêm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện thật vất vả mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho cô rời khỏi quê một mình lên thành phố A tìm việc làm. Vừa tới thành phố A không được bao lâu, liền chạy ngay tới nơi tụ họp của bạn cũ. Bạn cũ phần lớn đều là người bản địa, bởi vậy nên buổi tụ họp này càng giống như tiệc đón gió tẩy trần cho cô hơn. Lúc bạn thân Đường Hân đưa cô vào trong phòng bao, cơ hồ là tất cả mọi người đều đã có mặt, đang chào hỏi với cô. Lâm Thanh Thủy cũng gặp được một số gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, nhưng người cô muốn gặp nhất lại chưa có xuất hiện. Cái người mà khi còn học đại học, sự hiện diện của anh là điều mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Lâm Thanh Thủy giả bộ lơ đãng đếm số người. Ê, có phải là có người chưa tới không? Đường Hân nhìn lướt qua đám người trong phòng. Ừ, những người không có ở đây thì đều chưa tới đâu. Ồ, những người sống ở thành phố A tới hết rồi sao? Đừng Hân lấy điện thoại ra lướt lướt. Cũng không phải, Kỳ Hoài Nam chưa tới. Lâm Thanh Thủy ra vẻ không thèm để ý, Gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sao anh chưa tới nữa. Đừng hân lôi kéo cô ngồi xuống. Bây giờ cậu ta bận rộn lắm, cũng không biết hôm nay có thời gian tới không nữa. Các bạn học nghe được đề tài đang dừng trên người Kỳ Hoài Nam, lập tức hưng phấn bắt đầu nghị luận. Kỳ Hoài Nam, bây giờ cậu ấy thành xếp lớn rồi đó. Còn không phải sao, xếp to lắm, người ta rất bận rộn. Nghe nói đám em gái gần công ty đều quỳ dưới ống quần của Kỳ Tổng đó. Cậu bệnh à? Cái gì mà ống quần chứ? Ha ha ha. Lâm Thanh Thủy cũng hùa theo mọi người. Nhắc tới kỳ hoài nam giống như không hề trột dạ chút nào. Thậm chí là có một chút không kiêng nể. Lúc kỳ hoài nam còn đi học cũng đủ đẹp trai rồi đúng không? Thế mà sau khi tốt nghiệp, cậu ta còn đẹp trai hơn thế nữa cơ chứ? Đúng thế, đúng thế. Có hơn nửa trong cái phòng này đều là fan nhan sắc của cậu ta đó. Sau khi uống được mấy chén, đề tài lại rời lên người của Lâm Thanh Thủy. Sau khi biết cô muốn tìm việc, có bạn học làm tuyển dụng nói là muốn thử phỏng vấn cho cô, giúp cô tiếp thêm sức mạnh. Lâm Thanh Thủy đã uống ngà ngà say, đương nhiên là cũng hào hùng đáp ứng. Không hỏi khó là coi thường tôi đó nha. Bạn học hơi mỉm cười nói. Yên tâm, tôi hơi bị chuyên nghiệp đấy. Năm phút kế đó, cô đã được trang bị kiến thức đủ các loại vấn đề khi phỏng vấn. Nếu chúng tôi nhận cô, cô có chấp nhận mất đi cái gì không? làm cách nào để bán rẻ cao gót cho mỹ nhân ngư não của cô có màu gì nhỉ đây là thứ câu hỏi phản nhân loại gì vậy cơ chứ phỏng vấn mô phỏng còn vẫn được tiếp tục có 5 lãnh đạo tới nhưng chỉ có bốn cái ghế cô sẽ làm gì cô trả lời đến điên rồi bắt đầu xuất khẩu cuồng ngôn nếu giống như kỳ hoài nam vậy cứ dứt khoát ngồi luôn lên đùi tôi đi vừa dứt lời cô rõ ràng cảm giác được biểu tình của bạn học đối diện có một chút không ổn lắm. Sao thế? Câu hỏi kỳ lạ như vậy. Không cho phép cô trả lời một cách kỳ lạ sao? Ngay sau đó, phía sau cô truyền tới một thanh âm trầm thấp. Thanh âm kia giàu có từ tính, mang theo ngữ điệu gợi cảm nam tính, còn có chút chế nhạo. Ồ, em chắc chứ? Mợ nó, Lâm Thanh Thủy nháy mắt đã nhận ra được chủ nhân của thanh âm kia. Người cũng cứng đờ lại. Không phải nói kỳ hoài nam không tới sao? anh 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 sao đột nhiên anh lại xuất hiện trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại khiến cho tiếng bước chân của người phía sau càng lúc càng rõ ràng cô nhìn vẻ mặt hóng hớt của đám bạn ngón chân đã bắt đầu co lại chuẩn bị chạy còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện nói bậy sau lưng người ta rồi bị bắt gặp sao kỳ hoài nam có phải sẽ cảm thấy cô là đứa biến thái không à anh dừng lại sau lưng cô thanh âm truyền tới từ đỉnh đầu hả Lâm Thanh Thủy. Cô không dám quay đầu nhìn anh. À, ha ha, học sinh giỏi kỳ hoài nam tới rồi sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Anh khẽ cười một tiếng. Không nhìn tôi sao? Có người hoan nghênh người khác như vậy à? Lâm Thanh Thủy gian nan xoay cổ. Hự, tôi, tôi bị sái cổ. Sau đó, cô lia ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía đường hân. Thấy cô đáng thương quá, đường hân giúp cuộc cũng mở miệng giải vây. Kỳ tổng, không phải cậu nói công ty có hội nghị không tới được à kỵ hoài nam nghiêng người kéo cái ghế bên cạnh cô ra vô cùng tự nhiên ngồi xuống hội nghị cũng không phải là không dừng được lâm thanh thủy cứng đờ ngồi trên ghế cảm nhận được ánh mắt của anh dừng ở trên người cô có người lại không thể không gặp ai vậy anh muốn gặp ai nam hay là nữ nội tâm của cô đang điên cuồng lặp đi lặp lại vấn đề này trên mặt lại không dám biểu hiện ra chút nào. Nếu lúc này người tới là người qua đường, khéo có khả năng sẽ tưởng cô là người có chứng ngại về ngôn ngữ mất. À à, ha ha. Kỳ Hoài Nam lại nhìn cô cười. ban nãy còn muốn tôi ngồi lên đùi em cơ mà. Sao giờ lại im lặng như vậy? Người này, tâm vẫn đen xì như vậy. Người bình thường sao có ai cứ nắm mãi lời này mà không buông vậy chứ? Lâm Thanh Thủy run run nói. Đó, đó chỉ là đùa thôi. Đường Hân tiếp nhận được tín hiệu từ cô, vội giải thích. Kỳ tổng, hai ngày nữa Thanh Thủy muốn đi phỏng vấn. Bọn tôi đang thử luyện trước buổi phỏng vấn cho cậu ấy. Phỏng vấn? Có thể trực tiếp hỏi tôi. Nói xong Kỳ Hoài Nam vẫn ung dung đánh giá cô. Cô biết anh là sếp lớn, nhưng ban nãy không phải anh không tới sao? Hiện tại anh tới rồi, thế mà lại lâm vào bối cảnh xấu hổ thế này. Lâm Thanh Thủy vội rua tay. Không cần, không cần, cảm ơn ý tốt của Kỳ Tổng. Đường Hân lại chủ động nói. Kỳ Tổng có kiến nghị gì hay cho Thanh Thủy không? Kỳ Hoài Nam dựa vào sau nhìn cô, ít nhiều gì cũng có một chút ý tứ sâu xa. Giữ nguyên là được. Đường Hân vô cùng kinh ngạc. Thật sao? Nhớ hỏi câu vừa nãy thì cứ trả lời như cậu ấy nói sao? Ngón tay Kỳ Hoài Nam gõ nhẹ xuống góc bàn, đuôi mắt hơi cong lên. Ừ. Lúc ấy cô cũng không để những lời này của anh ở trong lòng. Nhưng hai ngày sau, cô hối hận rồi. Hiện tại cô đang ngồi chính giữa văn phòng của tập đoàn chính mậu. Kỳ Hoài Nam đang ngồi ngay đối diện cô. Người phỏng vấn vừa nhường chỗ ngồi cho anh, hiện giờ đang cong eo, đứng ở bên cạnh anh nói chuyện. Kiếp trước, cô chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà. Thế mà lại phỏng vấn chúng công ty của Kỳ Hoài Nam. Chết người chính là, cô còn nghe được vấn đề mà bọn họ đang thương lượng. Nhớ tới những lời nói của Kỳ Hoài Nam ngày đó, cô luôn có một loại dự cảm rất xấu. Quả nhiên, một phút sau, cô lại nghe được câu ma chú kia. Người phỏng vấn hé miệng hỏi, nếu có 5 vị lãnh đạo mà chỉ có 4 cái ghế, cô sẽ làm gì? Hai tay kỳ hoài nam đan chéo đặt trước người, ánh mắt trờm hông nhìn cô chằm chằm. Cô cứng miệng, cũng không thể nói như vậy được mà. Lâm Thanh Thủy thật cẩn thận hỏi thử, nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải làm cho cô khó xử sao Hu 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 Người phỏng vấn không nói chuyện Kỳ Hoài Nam lại gật đầu Nhất định Lâm Thanh Thủy yếu ớt trả lời Tôi cảm thấy quý công ty hẳn là Vẫn còn những cái ghế dựa khác sách một cái tới là được Mày của Kỳ Hoài Nam nhăn lại Hiển nhiên là không hề hài lòng Với câu trả lời này của cô Người phỏng vấn rất biết xem sắc mặt Lập tức nghiêm túc nói với cô Không có ghế thừa Đây là đề bài có hạn chế Lâm Thanh Thủy nhìn Kỳ Hoài Nam Anh cũng đang nhìn cô cô biết anh muốn cô nói gì rốt cuộc thì lúc tụ họp anh còn cố ý nói giữ nguyên là được còn không phải là câu kia sao nếu cô nói vậy chắc là sẽ không chê cô hồ ngôn loạn ngữ đâu ha cô thực sự rất là thích công ty này xác suất trúng tuyển không lớn không có năng lực thì chắc chắn là không trụ được sau khi trải qua một thời gian ngắn đấu tranh tư tưởng cô lại lần nữa xuất khẩu của ngôn nếu là vị lãnh đạo đang ngồi ở giữa Vậy thì cứ dứt khoát ngồi lên đùi tôi đi Nói xong Cô còn chỉ kỳ hoài nam Chỉ sợ bọn họ không biết cô nói vị ngồi giữa là vị nào Quả nhiên Ngay sau khi cô nói xong Thì liền thu nhận được hàng loạt ánh mắt kinh hãi Kinh hoàng tột độ của những người khác Người phỏng vấn vừa hỏi cô câu kia Cũng choáng váng cả đầu óc Run run dày dày xin lỗi kỳ hoài nam Kỳ tổng Này xin lỗi ngài Khả năng là lúc phòng nhân sự xử lý giờ yếu lý lịch thì không có chú ý tới cô đoán là hắn ta muốn nói không có chú ý tới sẽ rượt qua một đứa ngốc kỳ hoài nam lại bật cười tiếp theo tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng họp kỳ hoài nam vừa vỗ tay vừa gật đầu liên tục nói hay vô cùng hay công ty rất cần những nhân viên như cô cô trúng tuyển rồi người phỏng vấn lại ngu người hết nhìn cô rồi lại nhìn kỳ hoài nam trong ánh mắt là vẻ không thể tin được cô nổi tiếng rồi, nổi khắp cả công ty. Trên dưới trong ngoài đều bị tin tức của cô làm cho kinh thiên động địa. Người trong công ty đều đã biết, có một nhân viên mới gan to bằng trời. Lúc phỏng vấn liền mời kỳ tổng kỳ Hoài Nam ngồi lên đùi mình. Còn được quỷ Hoài Nam khen ngợi nữa, trực tiếp cho người thông qua buổi phỏng vấn. Mọi người nghị luận sôi nổi vì cô, giúp cuộc cô là nhân viên thế nào mới có thể khiến kỳ tổng ít khi nói cười, lại có thể chủ động vỗ tay khen ngợi như thế. Vốn tưởng rằng một đám người trúng tuyển nhiều như vậy Cô chắc chắn có thể trà trộn vào Kết quả không biết là ai rảnh rỗi Đã sớm tiết lộ tên của cô ra ngoài Lúc dọn đồ tới tìm chỗ làm việc Cô đã thu được toàn bộ sự chú ý của đám đồng nghiệp trong phòng Là cô ấy sao? Người mới kia? Ngầu thật đó Thế mà dám bảo kỳ tổng ngồi lên đùi mình Còn có chị Đại trực tiếp chào hỏi với cô luôn Thanh Thủy Em có phải là người lúc phỏng vấn Nói chuyện đó không? Chuyện gì? Không có chuyện gì hết. Kỳ Hoài Nam, cô hận anh ta. Sao anh càng lớn, tâm địa càng đen tối vậy chứ? Nhưng không nghĩ tới là, rất nhanh thôi, Kỳ Hoài Nam cũng bị phản vệ. Cô vốn là người nổi bật nhất trong đám người mới vào công ty. Anh còn cố tình không biết đủ mà tới tìm phiền phức. Lâm Thanh Thủy, vị trí của cô không phải ở đó. Lâm Thanh Thủy đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng bảo vệ đồ đạc của mình. Có chuyện gì sao? không phải tôi đã được chọn vào vị trí này rồi à? Đây là công việc mà cô phải vứt bỏ mặt mũi để đổi lấy nó. Đừng đuổi cô đi mà. Trưởng phòng hơi mỉm cười với cô nói. Không có, chỉ là kỳ tổng cảm thấy cô rất yếu tú, cho nên thăng chức cho cô. Đám đồng nghiệp khác trợn mắt há mồm. Thế là cô từ công nhân viên chức lập tức được cất nhắc lên thành tổ trưởng. Có thể nói là người được thăng chức nhanh nhất trong lịch sử công ty lúc ngồi ở vị trí tổ trưởng, vẻ mặt cô chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Kỳ Hoài Nam, đây là bộc phát lương tâm. Cảm thấy lúc phỏng vấn đã làm khó cô, cho nên đây là quà tạ lỗi. Có điều sau khi trưởng phòng sắp xếp vị trí cho cô xong, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Vị trí này... Sao dương mắt lại nhìn thấy văn phòng của Kỳ Hoài Nam vậy? Kỳ quặc thực sự. May mà có cửa chớp ngăn cách. Lâm Thanh Thủy đang suy nghĩ, giấy tiếp theo cửa chớp bị kéo lên kỳ hoài nam đứng trước cửa kính pha lê ánh mắt như có như không mà đảo qua chỗ cô cô vừa định dùng khẩu hình để nói tiếng cảm ơn với anh đột nhiên soạt một cái cửa chớp lại bị kéo xuống mợ nó anh chơi trò gì vậy không lâu sau đó kỳ hoài nam để cửa đi ra nửa tiếng sau mọi người mở họp tốt lắm lập tức chấp hành lần đầu tiên tham gia hội nghị của công ty ít nhiều gì cũng có một chút hưng phấn nho nhỏ. Dẫn tới việc cô không chú ý tới, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của đám đồng nghiệp là nội tâm đang điên cuồng dao động. Vấn đề xuất hiện vào lúc nào? Đương nhiên là vào lúc mở họp rồi. Lâm Thanh Thủy cần cù chăm chỉ sắp xếp lại giấy tờ cần thiết, sau đó liền tới phòng họp từ sớm. Các đồng nghiệp lục tục tiến vào, lại lục tục đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ đang dọn ghế, cô có chút tò mò, nhưng cũng không quá để ý. Không lâu sau, phòng họp liền ngồi kín đúng thế là kín hết chỗ kỳ hoài nam còn chưa tới đã không còn cái ghế nào trống nữa vị trí chính giữa thuộc về xếp lớn lại không có cái ghế nào cô không khỏi cảm thấy may mắn khi mình chọn một cái góc nhỏ bé này chốc lát nữa kỳ hoài nam mà mắng người thì cũng không mắng tới lượt cô lúc kỳ hoài nam đi vào biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhạt anh phát hiện mình không có ghế trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc cho nên anh cau mày hỏi tôi ngồi đâu nếu không có ai đáp lại anh anh hẳn là nên cảm thấy kỳ quái nhưng lại có người lên tiếng mời anh ngồi rốt cuộc vẻ mặt anh lại hiện lên nét hoảng sợ một vị lãnh đạo nào đó ngồi phía bên phải vị trí chính giữa cười lớn vỗ vỗ đùi mình nói với kỳ hoài nam kỳ tổng hay là ngài ngồi lên đùi tôi đi chị đại ngồi bên trái không cam lòng yếu thế kỳ tổng cậu ta gầy lắm ngồi cộm mông vẫn làn ngồi lên đùi tôi đi. Đột nhiên phòng họp như là bị châm một ngòi thuốc nổ, bắt đầu bùm bùm nổ tung. Kỳ tổng, ngồi lên đùi tôi này, tôi biết đứng tấn. Hắn quá yếu ớt, không được đâu, kỳ tổng xem tôi đi. Kỳ tổng, đùi tôi mềm hơn, tới chỗ tôi đi. Kỳ tổng, kỳ hoài nam bị vây quanh, gương mặt đẹp trai tràn đầy khiếp sợ. Sau vài giây sừng sốt, rốt cuộc cũng phản ứng lại là chuyện gì. Lâm Thanh Thủy quay mặt vào góc tường, cười tới mức không thẳng eo lên nổi. Kỳ Hoài Nam cuối cùng lại như là chạy trốn đi ra khỏi phòng họp, tự mình đi lấy ghế đem vào. Tuy rằng nói, lúc phỏng vấn cô có chút to gan, nhưng hiện tại dường như đã trở thành người đi đầu trào lưu một cách không thể hiểu được. Kỳ Hoài Nam đã tự đào cho mình một cái hố to rồi. Hiện tại trên dưới công ty đều cho rằng, chỉ cần mời xếp ngồi lên đùi là sẽ được thăng chức. Kỳ Hoài Nam cũng không có cách nào giải thích. Ai bảo anh vừa khen vừa thăng chức cho cô làm gì? Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều có vẻ thực hưng phấn. Phản phất như đang đắm chìm trong sự sung sướng khi có thể sắp được thăng chức. Nhưng sự thật là, qua mấy ngày rồi cũng không có bất cứ kẻ nào được thăng chức. Các đồng nghiệp có chút uể oải nói. Có thể là bởi vì Thanh Thủy là người đầu tiên nói ra, nên mới được yêu ái. Sau này mới tới lượt chúng ta đi. Lâm Thanh Thủy nghẹn cười, liên tục gật đầu, Tuy rằng không biết Kỳ Hoài Nam thăng chức cho cô là vì nguyên nhân gì, nhưng cô cũng lười cứu anh. Dù sao chắc chắn không phải là bởi vì chuyện có ngồi lên đùi hay không, mặc kệ đi, cũng không thể được tiện nghi mà còn đi khoe mẽ được. Bởi vì vị trí của cô rất gần văn phòng của Kỳ Hoài Nam, cho nên địa lý thiên nhiên cũng vô cùng đắc địa. Hơn nữa cửa chấp của anh cũng không thường kéo lên, cô luôn nhịn không được mà nhìn lén anh. Cô cũng không muốn nhìn đâu chỉ tại anh đẹp trai quá mà thôi trong số nhân viên mới vào nhậm chức với cô có một người tên là triệu châu diện mạo cũng được coi là đẹp trai đoan chính không chỉ thế hắn còn có một tấm lòng nhiệt tình tốt bụng vô cùng hôm nay lúc cô đang ngắm kỳ hoài nam qua khe hở triệu châu liền mang cà phê tới cho cô nghe được hắn gọi tên cô cô vội vàng thu hồi tầm mắt thanh thủy cô ngẩn ra cái gì đấy lâm thanh thủy hoảng loạn giống như ăn trộm sợ hắn sẽ phát hiện ra không không có triệu châu cười ôn hòa với cô đưa ly giấy cho cô và nói cà phê cho cô lâm thanh thủy nói lời cảm ơn xong liền lấy điện thoại ra muốn trả tiền cho hắn chờ hắn rời đi cô lại cẩn thận nhìn qua hướng phòng làm việc của kỳ hoài nam lại vừa lúc chạm phải tầm mắt của anh lòng cô hoảng hốt vội vàng lia mắt đi giả vờ đang ngó loạn có điều là cô nhìn nhầm sao cái lức mắt bà nãy cô dường như nhìn thấy sắc mặt rất không vui của anh hình như còn đưa mắt đe dọa với cô nữa khụ khụ chắc là không phải đâu nhỉ chờ tới giữa trưa có một người giao cơm thở hổn hển đi vào trong tay ôm hai cái thùng lớn cà phê của các cô cậu đây các đồng nghiệp khe khẽ nghị luận dò hỏi khắp nơi ai đặt thế lâm thanh thủy cũng vô cùng kinh ngạc kỳ hoài nam thong thả ung dung đút tay túi quần đi ra nói tôi đặt công việc vất vả mời mọi người uống cà phê lại là một trận trầm trồ khen ngợi. Cảm ơn kỳ tổng." Lâm Thanh Thủy nhìn chằm chằm cà phê trong tay, còn chưa uống xong, trầm mặc. "Thứ đồ này, một ngày uống một lần là đủ rồi." Cho tới khi mọi người nhận hết cà phê, còn dư lại một ly. "Còn ai chưa có không?" Có người trả lời, "Thanh Thủy, Thanh Thủy còn chưa lấy." Lâm Thanh Thủy qua qua ly giấy trong tay với họ. "Tôi có rồi, không cần đâu." Vốn dĩ là chuyện vô cùng bình thường, kết quả kỳ hoài nam đột nhiên lên tiếng thanh thủy không thích uống sao làm cô sợ tới mức ngón tay cũng run lên quay đầu phát hiện anh đang dựa bên cạnh bàn nhìn cô chằm chằm cô lập tức mặt mũi tươi cười chạy tới uống uống tôi uống tôi thích cà phê nhất đấy sau đó lúc nghỉ trưa đi vkc lúc trở về cốc cà phê đựng trong ly giấy của triệu châu đã không cánh mà bay cuối cùng cô phát hiện nó trong thùng rác được rồi Chắc là ai đó không cẩn thận đụng vào đi Không sao Không biết vì sao Triệu Châu trở thành người thứ hai được thăng chức ngay sau cô Tuy rằng hắn đã được điều tới làm việc Ở một phòng khác Vì chúc mừng niềm vui thăng chức Cô hẹn đường hân thứ sáu tan tầm sẽ đi dạo phố Gần đây đường hân bị mấy khách hàng Làm khó tới đau đầu Vừa nghe tới đi dạo phố Hai mắt cô ấy liền tỏa sáng Kết thúc một buổi trưa Hai người bọn họ đi tới nỗi hai chân nhức mỏi Lúc này mới đi tìm quán ăn lúc xếp hàng lấy số, đường hân đột nhiên hỏi: sao rồi thanh thủy, làm thuộc hạ của kỳ hoài nam là cảm giác gì? cô nghĩ nghĩ, trả lời đúng sự thật, không tệ lắm, ngày nào cũng có thể ngắm trai đẹp. đường hân nhìn cô, vừa thở dài vừa lắc đầu. kỳ hoài nam ấy à, đúng là đẹp trai thật. lúc còn đi học, tớ còn tưởng là hai người sẽ thành một đôi đấy. ai biết được ánh mắt hai người đều cao như vậy, đều chứng mắt nhau. Lâm Thanh Thủy nghe được lời này của cô bạn thân Nhịn không được ngẩn người Đều trướng mắt nhau sao Thật ra bọn họ cũng không biết rằng Cô thích kỳ Hoài Nam đã nhiều năm Ngày tốt nghiệp đại học đó Cô vốn định tỏ tình với anh Lúc nhóm bạn thân hai người bọn họ tụ lại chụp ảnh Kỳ Hoài Nam đang bị nhóm em gái lớp dưới vây quanh Vừa xin chữ ký vừa xin chụp ảnh chung Hoài Khối cũng ở trong đó Bạn bè còn trêu chọc Thằng nhóc này đúng là được đám con gái hoan nghênh thật. Đúng thế, anh vẫn luôn được hoan nghênh như thế. Lâm Thanh Thủy cố ý đưa lưng về phía bên kia, không nhìn kỹ Hoài Nam. Lại có bạn học nhìn chằm chằm đám người kia và nói. Cô gái kia có phải đang tỏ tình với Kỳ Hoài Nam không nhỉ? Anh em tốt của anh lập tức xua tay. Tỏ tình cũng vô dụng, tên Kỳ Hoài Nam kia, ngay cả hoa khôi cũng trướng mắt cơ mà. Đáng tiếc cho đám con gái đó, bị từ chối sẽ khóc rất là thương tâm. Cô yên lặng rũ mắt Nghe bọn họ trò chuyện Cho nên người như kỳ hoài nam Sẽ thích con gái thế nào chứ Cô không xinh đẹp bằng hoa khôi Cũng không có gia thế hiển hách như cô ấy Một cô gái tốt như thế còn bị từ chối Cô còn có lá gan nào mà đi thử cơ chứ Chỉ sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được Ánh mắt của bạn học bỗng nhiên nhìn qua cô Thấy thần sắc cô không rõ Cười nói Thanh Thủy Có phải cậu cũng thích kỳ hoài nam không thấy đám người đều nhìn qua cô cô lập tức hoảng sợ thề thốt phủ nhận ngữ khí của cô còn cố ý khoa trương sao có thể sao tôi có thể thích người như kỷ hoài nam cơ chứ ai biết được lại bị kỷ hoài nam nghe hết lúc cô xoay người anh liền cười gõ lên đầu cô lại nói bậy bạ cái gì đấy người như anh đây không thiếu người thích đâu nhé sau đó lúc chụp ảnh xong anh liền ném luôn bó hoa hồng anh vốn đang cầm trên tay vào thùng rác Cô có chút đau lòng cho bó hoa xinh đẹp kia. Anh lại chỉ nhún vai, người khác đưa, không thú vị. Đêm hôm đó trời rất tối, nhưng ánh mắt Kỳ Hoài Nam vẫn sáng lấp lánh, bên trong chiếc xạ ra ánh đèn trên sân khấu. Ánh mắt của anh vẫn luôn sáng ngời giống như sao trên trời vậy. Sau khi tạm biệt Đường Hân, cô mới phát hiện mình để quên chìa khóa ở công ty. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chạy về chỗ làm. May là buổi tối cũng có bảo vệ trực lên lầu, cô mới phát hiện trong công ty cũng không phải là đã tắt đèn hết. Phòng làm việc của Kỳ Hoài Nam vẫn sáng đèn. Thật đúng là một anh sếp cần mẫn, giờ mà cũng tăng ca sao? Lâm Thanh Thủy đi tới chỗ ngồi của mình, cầm chìa khóa, chuẩn bị đi vệ sinh xong sẽ về nhà luôn. Cũng không có chào hỏi Kỳ Hoài Nam nữa, miễn cho quấy rầy công việc của anh. Nhưng không biết xui xẻo làm sao, lúc cô đi vệ sinh ra phát hiện, cửa không mở được. Cửa phòng vệ sinh không phải là loại khóa vạn thông thường. Khóa này là một loại khóa cao cấp xoay xoay. Việc này dẫn tới... Sau khi cô vặn rồi xoay một hồi, giúp cuộc cũng xác định được. Cô tự nhốt mình trong nhà vệ sinh luôn rồi. Ha ha. Ván cửa bị cô mân mê ra tiếng vang không nhỏ, nhưng cũng không thể kinh động tới người trong văn phòng. Lần đầu tiên cô vì cửa phòng nhà vệ sinh quá cao cấp mà bi thường đến thế. Sau khi thử vài lần, cô rốt cuộc cũng lựa chọn từ bỏ. Bây giờ cô chỉ có thể đi xin sự trợ giúp. Người có thể giúp cô lúc này hình như cũng chỉ còn có Kỳ Hoài Nam. Cô nhận mệnh lấy điện thoại ra, gọi tới số của anh. Chuông chỉ ra có hai tiếng, anh đã nhấc máy. Nếu không phải biết anh đang tăng ca, cô cũng cho rằng anh rất rảnh rỗi. Thanh âm trầm thấp của Kỳ Hoài Nam mang theo ý tứ hơi khàn, lại càng có vẻ gợi cảm dễ nghe. Sao thế? Lâm Thanh Thủy cán răng, nhắm mắt anh có thể tới nhà vệ sinh công ty không anh hơi nghi hoặc hỏi xảy ra chuyện gì vẻ mặt cô như là đưa đám tôi tự khóa mình ở bên trong rồi đầu bên kia rơi vào trầm hoặc ngắn ngủi anh sẽ không cảm thấy cô là đứa đần chứ ngay sau đó là tiếng vang vội vàng ở đầu bên kia cùng với tiếng bước chân lột cộp vang lên kỷ hoài nam rất nhanh đã tới ngoài cửa nhà vệ sinh lâm thanh thủy em ở trong đó sao tôi ở đây lâm thanh thủy yếu ớt đáp lại thanh âm anh trầm ổn truyền tới đừng sợ tôi tới rồi cô thật ra không sợ chỉ là có chút xấu hổ kỳ hoài nam đứng mân mê ngoài cửa chốc lát vừa mân mê vừa tan gẫu với cô hỏi cô sao lại ở đây lâm thanh thủy xấu hổ trả lời tôi trở về lấy chìa khóa tiện đường đi vệ sinh bên ngoài truyền tới tiếng cười khẽ hu hu nhưng kỳ hoài nam lại thất bại kết thúc chuyện mân mê cái ổ khóa cuối cùng anh hít sâu một hơi nói em lui ra xa đi tôi sẽ đá cửa cả người cô dứt khoát dán lên bức tường gần đó sợ hãi sẽ bị đá trúng dầm một tiếng cửa mở kỳ hoài nam đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh hơi thở gấp gáp tôi đưa em về cô vốn định từ chối nhưng mà nghĩ lại cơ hội này hiếm có cỡ nào vì thế cô gật đầu vậy làm phiền kỳ tổng kỳ hoài nam nhìn cô chằm chằm một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì đang lúc cô cảm thấy kỳ quái lại nghe được thanh âm rất thấp của anh trước kia em không phải đều gọi tên tôi sao khụ cái này không ổn lắm thì phải cô giải thích nói bởi vì bây giờ chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới anh ngắt lời cô nếu đã tới giờ tan tầm vậy không phải là không còn là cấp trên cấp dưới sao được rồi dưới yêu cầu mãnh liệt của anh cô thỏa hiệp kỳ hoài nam anh thật chẳng giống xếp lớn gì cả kỳ hoài nam lúc này mới nở nụ cười vừa lòng đi tới trước chiếc máy bách ngầu lòi của anh cô vừa định kéo cửa xe ra thì lại bị anh gọi lại cô nghi hoặc ngẩng đầu tên này lại muốn làm chuyện xấu gì đây kết quả là kỳ hoài nam đi vài bước tới đây mở cửa ghế phụ ra rưỡi tay với cô và nói ngồi phía trước ok nhà cô cách công ty không xa chỉ mất nửa tiếng đi xe về tới nhà cô nhìn từ trên cửa sổ xuống chiếc máy bách kia dường như vừa mới rời đi chờ tới lúc đi làm có người rất nhanh phát hiện ra cửa nhà vệ sinh hỏng rồi lúc nghe được chị đại đồng nghiệp nói chuyện này cô còn thấy sừng sốt sao kỳ hoài nam không tìm người tới sửa khóa vậy cho tới khi kỳ hoài nam đi ra ngoài tàn bộ có người báo cáo lại với anh kỳ tổng cửa nhà vệ sinh không biết là bị ai ác ý đá hỏng rồi kỳ hoài nam chỉ dừng hai giây sau đó thần sắc tự nhiên mở miệng không sao là tôi đá tìm người sửa đi đồng nghiệp kia khiếp sợ đó không phải nhà vệ sinh nữ sao tay kỳ hoài nam đút trong túi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía cô lâm thanh thủy mím chặt môi trong lòng có chút hoảng loạn sợ sẽ lại nổi tiếng một lần nữa kỳ hoài nam cười khẽ đúng thế hôm đó thanh thủy khóa mình ở bên trong tình huống khá cấp bách mà anh thật đúng là không làm người ta thất vọng chút nào. Dưới ánh mắt đầy mơ hồ của đồng nghiệp, nụ cười của cô cứng đờ lại. Đúng thế, hôm đó còn phải cảm ơn kỳ tổng nhiều. Sau đó thì cô liền trở thành nhân vật trung tâm của công ty. Ở trong miệng mọi người, cô là người phi thường, khi phỏng vấn đã mời xếp lớn ngồi lên đùi của mình, cho nên mới được thăng chức. Giờ khóa mình trong nhà vệ sinh, lại được xếp đá cửa giải cứu. Không ai biết nước mắt chua sót của cô nhưng không lâu sau một người nổi tiếng hơn nhiều so với cô xuất hiện là hoa khôi hồi đại học vu thi thi nếu cô nhớ không nhầm nhà cô ta cũng có công ty vu thi thi học đại học ngành quản trị kinh doanh đáng ra là nên về nhà thừa kế sản nghiệp mới đúng nhưng mà cô ta lại tới công ty bọn họ phỏng vấn lâm thanh thủy và một đám quần chúng hóng hớt đứng vây ngoài phòng họp yên lặng xem náo nhiệt vu thi thi bây giờ trổ mã càng thêm xinh đẹp rất có nét tư bản chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm người ta động tâm kỳ hoài nam đang tự phỏng vấn cô ta có điều hai người nói chuyện với nhau lại không hề giống với bầu không khí đi phỏng vấn càng giống như là một anh trai đang nói chuyện với em gái hơn biểu tình kỳ hoài nam càng nói càng nghiêm túc đến cuối cùng cô còn tận mắt nhìn thấy khóe mắt vu thi thi rơi nước mắt cũng chính vào lúc này kỳ hoài nam ném xuống một câu gì đó sau đó liền đứng dậy rời đi Mắt thấy anh sắp ra ngoài Làm cho cô và các đồng nghiệp Sợ hãi tới mức chạy tán loạn Nhưng cô bị vây ở đằng trước Bước chân loạn choạng, Bất hạnh bị xô ngã về trước cửa Lâm Thanh Thủy Em đang làm cái gì đấy Cô run lên thuận miệng bịa chuyện Đi vệ sinh. Khóe môi kỳ hoài nam cong lên thành hình cung Cẩn thận đừng có khóa cửa lại Cô lại cảm ơn anh quá Vũ Thi Thi cuối cùng là khóc lóc Chạy ra khỏi công ty cô sau khi cô ta đi liền có người cha ra được cô ta là con gái của một vị lão tổng công ty kiến trúc siêu lớn oa oh, cô ấy thật sự đẹp đó cô ấy không về nhà thừa kế gia sản tới công ty chúng ta làm gì nhỉ cô không biết hả cô ấy tới vì kỳ tổng bằng không sao lại khóc lóc rời đi cơ chứ đáng tiếc một thiếu nữ hoa quý lại bị kỳ tổng nhà chúng ta từ chối rồi lâm thanh thủy trốn ở trong đám người âm thầm lắc đầu không nghĩ tới Vu Thi Thi cũng là một người di tình Lâu như thế rồi mà vẫn chấp nhất Thích Kỳ Hoài Nam như vậy Cũng xem như tấm lòng đáng quý Trưởng phòng đi tới Khua khua tay ở trước mặt cô Nghĩ gì đấy Lâm Thanh Thủy hồi phục tinh thần Giải thích đúng sự thật Không có gì đâu trưởng phòng Nhưng mà cô gái ban nãy ý Sao Kỳ tổng lại có thể nói người ta tới phát khóc như thế chứ Trưởng phòng nghe cô nói xong Lập tức liền ra vẻ thần bí Giống như đang nói, không thể nói không thể nói. Nhưng cái mày hương nhướng lên, lại rõ ràng đang dụ hoặc cô tò mò dò hỏi. Cô vốn cũng rất tò mò, nhịn không được hỏi. "Sao ạ? À? Trưởng phòng đây là biết gì sao?" Trưởng phòng ra hiệu bằng mắt cho cô, kéo cô sang một bên. "Tôi là thấy cô với kỳ tổng dường như đặc biệt có duyên, nên mới nói với cô đấy nhé. Chuyện này cả công ty chắc có mỗi tôi biết, giờ thêm cô là hai." Cô tuyệt đối đừng có chuyển ra ngoài đấy nhá. Lâm Thanh Thủy gật đầu như giã tỏi. Đương nhiên rồi. trưởng phòng đè thấp thanh âm, thó qua nói. Kỳ tổng thật ra không thích con gái. Đầu tiên, cô dại ra mất hai giây. Sau đó... Chuyện này do cô chưa từng nghe nói. trưởng phòng nhìn vẻ mặt cô như bị xét đánh, lại vội vàng giải thích. Cô đừng vội không tin, chuyện này là thật đó. Cậu họ của tôi cũng mở công ty Quan hệ khá thân với Kỳ Tổng Trước kia còn muốn giới thiệu con gái của mình cho ngài ấy Kết quả Kỳ Tổng lại từ chối Nếu không phải cậu họ chính miệng nói với tôi Tôi cũng không tin đâu Cô ngàn vạn lần đừng nói với người khác đấy Lúc này tâm tình cô vô cùng phức tạp Bởi vì đủ loại chi tiết trong quá khứ Dường như đều đã có lời giải đáp rồi Khó trách Kỳ Hoài Nam chưa từng yêu đương bao giờ Anh em của anh cũng từng nói Kỳ Hoài Nam nói không thích đám con gái đó. Cho nên là cô thích một... Cô khóc, hu hu hu, khóc chết cô rồi. Sáu năm trời, cô lại có thể còn bao nhiêu cái sáu năm nữa. Nhưng càng tức giận hơn là, cho dù hiện tại rốt cuộc cũng đã biết được chân tướng, nhưng tình cảm cô dành cho Kỳ Hoài Nam dường như lại không hề thay đổi. Trở lại vị trí của mình, lòng cô dối ren hỗn loạn. Cô nâng mắt lên là có thể nhìn thấy Kỳ Hoài Nam khổ sở quá đi mất. Cô có cần kết thúc đoạn tình cảm yêu thầm không có kết quả này hay không? Nhưng mà, cho dù anh có ra sao đi nữa, mỗi khi thấy anh, tim cô đều sẽ đập thình thịch. Cô phải làm sao để hết thích anh bây giờ? Sau khi biết được bí mật của Kỳ Hoài Nam, cô nỗ lực khống chế bản thân không trộm ngắm anh nữa. Đàn ông trên đời này có ngàn vạn người, không được người này thì đổi người khác. Cô quyết tâm dẫn thân vào công việc, điên cuồng không màng ngày đêm Tuy công việc của cô không nặng lắm, nhưng cô đã dùng khí thế dâng hiến cho tư bản để làm nó, đã làm là phải làm cho tốt nhất. Tốt nhất là làm nhiều kế hoạch, kiểm tra nhiều lần một chút. Cả ngày trôi qua, một ánh mắt của cũng không liếc tới Kỳ Hoài Nam, kiên trì được như thế 3 4 hôm, cửa chấp của Kỳ Hoài Nam bỗng nhiên bắt đầu thường xuyên đóng đóng mở mở. Trời cao làm chứng, cô không nhìn lén, là do tấm kính pha lê đó có diện tích quá rộng dư quang cô đặt ở đâu cũng có thể thấy được cô thật sự cảm thấy hơi kỳ quái không nhịn được tính hiếu kỳ nhìn qua vừa lúc nhìn thấy kỳ hoài nam đang đứng trước cửa kính pha lê ánh mắt chặt chẽ dán lên người cô có điều ánh mắt này sao giống như mang theo oán niệm vậy sau đó cánh tay anh nhấc lên kéo màn xuống sao cô có cảm giác anh không mấy vui vẻ là sao cuộc họp thường kỳ đang diễn ra kỳ hoài nam có vẻ mệt mỏi bình thường vào những cuộc họp thế này thì từng phòng sẽ báo cáo kết quả làm việc và kế hoạch cho công việc tuần sau nhưng lần này thái độ của anh rất khác thường trước khi họp tôi muốn hỏi mọi người một chuyện các trưởng phòng sôi nổi mở to hai mắt kỳ tổng nói đi mọi người cảm thấy lượng công việc hàng ngày quá lớn hay sao vấn đề này vừa ra mọi người ở đây đều trầm mặc bởi vì không to cũng không bé công ty bọn họ cũng thật sự rất có lương tâm không tăng ca công việc cũng phân phối rất đều nói về tổng thể thì đúng là khá nhẹ nhàng kỳ hoài nam vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy giống như là muốn phê bình mọi người công việc đã không nhiều mà còn làm không tốt như vậy cho nên không ai dám trả lời giáng co được nửa phút có một anh trai đầu đinh làm chim đầu đàn lên tiếng kỳ tổng công việc không nhiều thậm chí có nhiều lúc khá ít ạ à. nhân tài trong phòng họp bắt đầu lục tục vụ họa Kỳ Hoài Nam gật đầu hỏi lại. Vậy vì sao tôi cảm thấy có người giống như cả ngày đều làm việc rất mệt mỏi, lúc nào cũng vùi đầu vào cái máy tính, đầu cũng không ngẩng lên lấy một cái. Lúc anh nói hai câu này, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn cô chằm chằm. Chỉ kém nước là chỉ tên nói họ, nói cho mọi người biết có người này chính là Lâm Thanh Thủy cô. Lâm Thanh Thủy đột nhiên cảm thấy oan uổng, vội vàng giải thích. Có thể là họ muốn tối ưu hóa tất cả phương án đó ạ. Tầm mắt kỳ hoài nam rốt cuộc cũng rời khỏi người cô Nhưng lời thì vẫn nói với cô Tôi không hy vọng nhân viên của tôi ngày nào cũng mệt mỏi vì công việc Công việc bình thường thì cứ làm tốt là được Không cần làm đi làm lại Lâm Thanh Thủy, cô cảm thấy thế nào? Cô còn thấy thế nào được chứ? Cô đương nhiên là cảm thấy kỳ tổng nói đúng nha Bị kỳ hoài nam nhắc nhở như vậy Cô lại không thể quá cần mẫn Cũng không thể quá rảnh rỗi được Ngày tháng trôi qua nghẹn muốn chết vì thế cô gọi điện cho đường hân mời cô ấy tới ăn tối với cô đường hân đang công tác ở thành phố bên cạnh nói là muộn chút mới về được còn gửi cho cô một tấm ảnh chụp một mình cô ấy đang ngồi ở ghế đôi nướng bbq cười rất vui vẻ cô dứt khoát không tan tầm nữa ở công ty chờ cô ấy các đồng nghiệp đều đã lục tục rời đi kỳ hoài nam mới chậm rãi đi ra thấy cô còn đang ngồi ở chỗ làm anh nhíu mày nói em lại tăng ca nào có nhiều việc đến vậy Lâm Thanh Thủy vội giải thích Không phải tôi chờ người Lười về nhà thôi Lúc này mày của anh mới giãn ra Chú ý an toàn Chờ kỳ Hoài Nam cũng đi rồi Cô thật sự đã đói tí hoảng Nhớ tới ảnh chụp đứng hân gửi Nước miếng cũng chảy ròng ròng Vì thế cô nhắn tin cho cô ấy Không chuẩn bị chút đồ ăn mang về cho tớ sao Trong lòng cậu không có tớ Rất nhanh liền nhận được tin nhắn Muốn ăn gì Cô hứng thú ngập tràn đang định gọi đồ ăn lại đột nhiên phát hiện ra không đúng này hình như là kỷ hoài nam mà mợ ơi sao có thể nhắn sai người được cơ chứ cô sợ tới mức mau chóng thu hồi tin nhắn nhắn nhầm người rồi xin lỗi anh anh lại trả lời mấy dấu chấm mười mấy phút sau kỷ hoài nam xách theo túi lớn túi nhỏ lại lần nữa xuất hiện lâm thanh thủy mở to hai mắt mê mang khó hiểu nhìn anh kỷ hoài nam chân dài đi tới đưa đồ ăn trong tay đặt hết lên bàn cô cô ngơ ngác nhìn anh mở từng nắp hộp bên trong ra động tác nhanh nhẹn như có gió không phải muốn ăn ăn nhiều chút lâm thanh thủy đỡ chán này anh liếc cô một cái tiếp tục nói ban nãy em muốn ai mang cho em hắn có nhanh bằng tôi không hả này cũng phải nói với anh sao là đường hân mà kỳ hoài nam ngẩn ra tuy rằng chỉ trong chớp nhoáng nhưng cô đã thực sự thấy được Lâm Thanh Thủy có chút kỳ quái. Sao thế? Tay kỳ hoài nam xoa xoa chóc mũi. Khụ khụ, không, không có gì. Đúng lúc này đường hân gọi điện tới. Thanh Thủy, tớ sắp tới dưới lầu cậu rồi, chuẩn bị xuống đi. Lâm Thanh Thủy lên tiếng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Kỳ hoài nam nhìn cô chằm chằm. Đường hân à? Ừ ừ. Cô thấy thức ăn trên bàn vẫn còn bốc khói, hơi khó xử. Kỳ tổng, đồ ăn... Hay là anh mang về đi Anh bím môi đáp Ừ Lâm Thanh Thủy kéo đường Hân tới một quán ăn khuya Vừa tới liền gọi một vại bia Làm cho cô nàng kinh hãi Thanh Thủy cậu làm gì thế Sao tâm tình không tốt Cô gật đầu với cô ấy Đúng thế Gần đây tôi mới biết được một chuyện Đã lâu rồi chưa được ngủ ngon 40 phút sau Cô nằm trong lòng đường Hân khóc tới tê tâm liệt phế Hân Hân cậu biết không Tớ thích một người không thể thích Đường hân vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi Sao lại không thể Cậu đẹp như vậy Ai mà không thích cậu chứ Lâm Thanh Thủy vừa khóc vừa khịt mũi Là thật đó Không thể Tớ nói với cậu chuyện này nhé Đây là chuyện tớ đã giấu rất nhiều năm Thật ra tớ vẫn luôn thích kỳ hoài nam Hu 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 Bàn tay đang vỗ vai cô đột nhiên dừng lại Đường hân kéo vai cô đẩy ra khỏi ngực cô ấy vẻ mặt kinh hãi cái gì cô cậu nói thật đúng thế lâm thanh thủy trề môi nhưng mà cậu biết anh ấy vì sao vẫn luôn không có bạn gái không vì sao bởi vì bởi vì anh ấy căn bản không thích con gái hu 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 biểu tình của đường hân hẳn là không khác gì so với cô lúc biết chuyện ngũ quan bị cả kinh tới mức bị phóng đại lên này tin được không đấy Lâm Thanh Thủy dùng sức gật đầu. Vô cùng chuẩn xác. Anh ấy nói mà. Đường Hân vốn là có đôi mắt rất lớn. Giờ phút này còn trợn lớn hơn. Cô biết, Đường Hân nhất định cũng rất khó tin tưởng sự thật này. Cho nên ôm lấy người, tiếp tục khóc lớn. Nhưng giây tiếp theo, sau lưng truyền tới một âm thanh. Anh nói mấy lời này lúc nào? Đường Hân với cô cùng quay đầu. Kỳ Hoài Nam đang đứng ngay sau lưng cô, Em nghe nói tôi không thích con gái ở đâu ra? Xong con ong rồi, Kỷ Hoài Nam kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, xoa xoa tay, biểu tình phức tạp. Anh bị bọn họ giới thiệu đối tượng quá nhiều nên thuận miệng bịa chuyện, vẫn luôn không có bạn gái, cũng không phải là do nguyên nhân đó, chỉ là bởi vì người anh thích lại không thích anh. Lâm Thanh Thủy vất vả lắm mới ngừng được cảm xúc khổ sở, sau khi nghe được mấy lời này lại bùng nổ lần nữa nước mắt sắp không thể khống chế kỷ hoài nam lại nhìn về phía cô có điều vừa rồi cô ấy lại nói thật ra cô ấy thích anh nước mắt đã sắp tràn qua bờ mi lại bị cô nghẹn trở về cái gì vừa mới nói thích anh người này không phải là cô kinh ngạc quay đầu qua đối diện với tầm mắt của anh lời em nói là thật sao thanh thủy đúng là một vở hài kịch thì ra kỷ hoài nam vẫn luôn thích cô ngày tốt nghiệp đó anh còn chuẩn bị riêng một bó hoa hồng đỏ lớn muốn chụp ảnh chung xong thì sẽ tỏ tình với cô trước mặt mọi người nhưng lại không khéo là anh nghe được câu nói không thích anh từ chính miệng cô phát ra ấm ức tuổi thân tới mức muốn khóc anh tức giận ném luôn cả hoa đi nghẹn nước mắt cả đêm mới không khóc ra lâm thanh thủy có chút xấu hổ cái đó cũng là em thuận miệng bịa chuyện thôi anh tin chứ khóe miệng kỳ hoài nam sụ xuống. Một câu chuyện bịa thuận miệng của em khiến anh thương tâm hai năm liền. Cô thấy bộ dáng đáng thương đó của anh rất muốn tiến lên ôm lấy anh. Đừng hân hiểu chuyện đã sớm rời đi. Cô dứt khoát đi qua, ngồi xuống cạnh kỳ hoài nam, nương theo men say mà xoa mặt anh. Xin lỗi anh, lúc ấy em chỉ là cảm thấy anh chắc chắn sẽ không thích em. Kỳ hoài nam nắm lấy tay cô, từ mặt anh trượt xuống, mơn trớn cằm, hầu kết cuối cùng là hạ xuống chất ngực trái của anh. Từ đầu tới cuối, anh chỉ thích mình em. Bây giờ quý trọng vẫn chưa muộn, được không? Lâm Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Giây tiếp theo, anh duỗi tay đỡ lấy gáy cô, hôn tới. Bị hơi thở của anh bao phủ, đại não cô nháy mắt trống rỗng, cho tới khi anh khẽ cắn môi cô, nghiêm túc một chút. Ngày hôm sau, cô mang theo cái mỏ xưng phù đi làm. Đồng nghiệp quan tâm cô hỏi Thanh Thủy, cô xảy ra chuyện gì vậy? Bị bỏng à? Lâm Thanh Thủy khẽ lén lút liếc kỳ hoài nam một cái, mỉm cười và đáp. Bị chó cắn. Đồng nghiệp lập tức hiểu ý cười cười. Yêu đương rồi nha, không tệ không tệ. Lúc nào nhớ phải ra mắt mọi người đấy. Kỳ Hoài Nam cũng không nổi giận. Đắc ý nhướng mày với cô, ngâm nga bài hát đi vào văn phòng. Không lâu sau, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Kỳ Hoài Nam. Nói anh là chó, qua đây cho anh hôn một cái anh sẽ tha thứ cho em anh tốt nhất đừng tha thứ cho em lâm thanh thủy cất điện thoại sang một bên giả vờ không thấy kết quả là không được mấy phút mệnh lệnh người kia lại truyền tới đồng nghiệp gõ cái bàn của cô thanh thủy kỷ tổng tìm cô có việc lâm thanh thủy lễ phép gật đầu được tôi qua đây đáng ghét đây là lấy việc công làm việc tư sao vào văn phòng Cô phát hiện kỳ hoài nam không ngồi ở trên ghế. Cô đang định xoay người, vừa nhìn lên thấy người này đang trốn phía sau cửa. Cánh tay dài duỗi ra kéo cô vào trong lòng anh, còn không quên khóa cửa lại. Cô sợ tới mức duỗi tay đẩy ngược anh. Anh làm gì đấy? Đang ở công ty mà. Kỳ hoài nam chỉ cười nói. Ở công ty là không thể hôn vợ hay sao? À, ai là vợ anh hả? Lâm Thanh Thủy cũng chế cảm xúc bực bội thẹn thùng trong lòng lại, lời lẽ chính nghĩa nói công ty có quy định không cho phép yêu đương công sở. Kỳ Hoài Nam không thèm để ý tới cô, cuối người muốn hôn. Từ giờ trở đi, không còn quy định đó nữa. Mợ nói chứ, lúc đi vào thì quần áo chỉnh chỉnh tề tề, sau khi ra thì trông cứ lộn xộn thế nào ấy. Từ sau lần đó, Kỳ Hoài Nam có thể nói là càng ngày càng to gan lớn mật. Lúc làm việc, anh cứ thỉnh thoảng lại phải nhắn cho cô rất nhiều tin nhảm. Xem văn kiện cả sáng, mệt mỏi quá, vào đây anh ôm một cái, anh muốn nạp điện. Anh sắp xếp vị trí kia cho em không tệ chứ? Dương mắt là có thể thấy rồi. Tại sao không nhắn lại cho anh? Có phải em hết yêu anh rồi không? Vừa mới ăn kẹo cao su, muốn hôn em. Không để ý tới anh, anh sẽ ra đó nói trực tiếp với em đấy. Mợ nó, hôm nay cô đã đi vào văn phòng của anh ba lần, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô đã trở nên khác lạ. Giống như là thương hại cho cô nhân viên bé bỏng đang bị xếp đàn áp trong công việc vậy vất vả lắm mới được nghỉ một lát điện thoại lại tiếp tục vang lên cô không nhịn được nữa lạch cạch gõ chữ nghiến răng sao trong đầu anh lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp hôn hít là sao có thể chờ tới lúc tan làm rồi nói có được không kỳ hoài nam lại ấm ức đáp lại có phải em hết thích anh rồi đúng không ai cần khóc lóc lâm thanh thủy đang muốn trả lời lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp sao bên trên bức ảnh đại diện của anh lại có ghi chú tổng giám đốc kỳ hoài nam vậy trời ơi sao lại nhắn vào nhóm công ty rồi vốn dĩ lúc này thu hồi là còn kịp nhưng muốn chết chính là tên ngốc kỳ hoài nam này còn không ý thức được điểm không đúng anh vẫn còn đang liên tục nhắn bảo bối chúng ta đang trong thời gian tình yêu cuồng nhiệt mà sao em có thể nhanh ghét bỏ anh như vậy chứ cứu mạng cô lâm thanh thủy lập tức đứng bật dậy không màng tới ánh mắt kinh ngạc lẫn hóng chuyện của những đồng nghiệp xung quanh. Cô nhanh như chớp, vọt vào văn phòng của Kỷ Hoài Nam. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt ấm ức nhắn tin. Bởi vì cô đột nhiên xông vào, anh có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thấy là cô, anh lại cong môi cười. Bảo bối, em biết trong lòng em có anh. Nói xong còn mở rộng vòng tay muốn ôm. Lâm Thanh Thủy hai ba bước đi qua, một tay kéo rèm lên, bắt đầu hung hung hổ hổ, kỳ hoài nam anh yêu đương có thể có đầu óc chút được không anh bị cô mắng tới mức ngẩn ra sao xảy ra chuyện gì thế cô đi lên cầm điện thoại gì tới trước mặt anh anh nhìn đi hai chúng ta đang làm cái gì kỳ hoài nam lâm vào trầm mê ngắn ngủi rất nhanh đã khôi phục lâm thanh thủy giơ điện thoại trong tay hung hăng chừng anh giấy tiếp theo đã bị người này ôm ngang lên một đợt choáng váng làm cho cô không kịp trở tay sau khi phản ứng lại, người cũng đã ở trong ngực anh. Hơi thở của kỳ hoài nam mang theo hương bạc hà, phả lên cổ cô có chút ngứa ngáy. Nhìn thấy thì nhìn thấy, dù sao anh chính là muốn tất cả mọi người biết, anh yêu em nhất. Sau đó anh hôn cô một cái lên cổ, cười nói, có muốn nếm thử vị bạc hà không? Không phải là cô không phản kháng, có phản kháng nhưng mà không đáng kể mà. Chờ cô mê mê hoặc hoặc bị anh buông ra, toàn bộ khoang miệng đều ngập tràn hương vị bạc hà. Đúng là đã nếm đủ rồi. Kỳ Hoài Nam chưa đã thèm liếm liếm môi. Có muốn tôi lại son không? Cô trừng mắt liếc anh một cái. Lại móc từ trong túi ra thỏi son tùy thân. Tôi lại son môi. Lúc đi ra ngoài, cô là bị Kỳ Hoài Nam dắt tay đi ra. Mới vừa mở cửa, bên ngoài liền đổ ập tới đám đồng nghiệp chưa kịp chạy trốn. Sắc mặt bọn họ hoảng loạn. Rất có cảm giác khẩn trương khi nghe lén người khác rồi bị bắt. Em gái đi đầu cười với cô nói, chị Thanh Thủy, Lâm Thanh Thủy cũng cười với con bé, ư ừ, ư. Ừ. Kỷ Hoài Nam không để ý tới họ, nắm tay cô đi tới chỗ trung tâm, sau đó liền giơ bàn tay đan sen mười ngón của hai người bọn họ lên cao. Mọi người hẳn là đã thấy được một số chuyện rồi đi. Tôi cũng chính thức thông báo với mọi người, mọi chuyện đều là thật. Tôi và Lâm Thanh Thủy đồng chí đang yêu đương, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Hy vọng sau này mọi người vẫn có thể tiếp tục nỗ lực làm việc Đám người yên tĩnh một lát Liền ồn ào nổ tung Tôi đã sớm cảm thấy kỳ quái mà Mỗi lần Thanh Thủy vào văn phòng của Kỳ Tổng Kỳ Tổng đều kéo rèm xuống Vừa ra liền kéo lên Quả nhiên là không đúng Khó trách Kỳ Tổng sẽ thăng chức cho Thanh Thủy Còn đá cửa nhà vệ sinh nữa Hơn nữa trước kia tôi phát hiện ra Lúc Kỳ Tổng đi làm rất hay nhìn ra bên ngoài Tôi còn tưởng anh ấy đang giám sát chúng ta làm việc cơ đấy không nghĩ tới là đang nhìn bà chủ nha. Kỳ tổng yêu đương vui vẻ, lúc nào kết hôn nhớ cho công ty nghỉ một ngày được không? Trong một góc, chỉ có biểu tình của trưởng phòng là phức tạp không thôi. Hắn giống như là đang nghi hoặc, lại như dối rắm cái gì đó. Cô nghẹn lời, sự hiểu lầm kia vẫn là để kỳ hoài nam tự mình đi giải thích với hắn đi. Các đồng nghiệp vẫn còn ồn ào, kỳ hoài nam trước sau đều duy trì nụ cười mỉm. Được, cảm ơn mọi người cô cũng thản nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của đồng nghiệp. Dù sao thì có thể ở bên anh cũng không phải chuyện gì mất mặt. Đây chính là chuyện lớn vui vẻ nhất của cô. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị và hài hước ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.